Hello, xin chào mừng bạn quay lại với một video mới từ mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để bạn có thể là chuyển cái văn bản thành một cái chữ viết tay. Thì ví dụ như này ha, bây giờ mình sẽ vào đây mình cho bạn xem một cái video ví dụ ha. Giờ mình sẽ ví dụ một cái để mình xem dạng này họ có làm cái video viết tay không ha. Nè, ví dụ cái video này ha. Mình sẽ tắt cái âm thanh đi. Mình bật nhỏ một xíu ha, bởi vì mình sợ vấn đề bản quyền. Vấn đề chủ kênh họ đánh bản quyền mình thôi chứ không có gì ha. Rồi, bây giờ thì một cái video dạng viết tay như thế này nè. Đó. Thì nó chạy như vậy ha. Đó. Đó thì có một cái video hay một cái hình ảnh như vậy và cái chữ viết. Rồi. Thì bây giờ cái ứng dụng này nó cũng đơn giản thôi. Thì nếu như mà bạn lên Google bạn search cái từ khóa là video scriber là nó này ha. Video scriber. Thì nếu như mà bạn tải cái bản này á, thì bạn trả phí ha, thì một năm thì đâu đó khoảng tầm free trial. Nếu mà bạn dùng cái bản free á, thì nó sẽ có một cái bài quảng cáo trên cái đoạn video thì nó không có đẹp lắm. Còn nếu mà bạn dùng cái bản trả phí á, đây này ha, thì bạn tốn là 17 đô một tháng, hoặc là bạn dùng năm thì bạn tốn là 8 đô một tháng nha. Thì để tiết kiệm cho chi phí thì mình có một cái bản dùng miễn phí ha, và mình tặng bạn luôn. Thì thông tin mà cách tải thì mình để dưới cái mô tả video ha, bạn click vào thì sau đó bạn download cho mình cái file này về, file này ha, file này. Ở khi mà bạn giải nén á, giải nén thì bấm chuột phải chọn là extract here thì nó ra cái file này, file software ha. Thì đây nó có cái phần hướng dẫn nè. Đó. Đây ha, hướng dẫn cái chi tiết luôn. Để mình cho bạn xem ha. Đó, cách làm như nào ha. Rồi. Ở đây á, thì nó có một cái hướng dẫn làm video marketing nữa nè. Để mình tắt cái âm thanh đi cho nó. Đó. Thì cách mà làm triển khai như thế nào nè, đó ha, hướng dẫn cực kỳ cụ thể luôn. Rồi, ngoài ra thì cũng có một cái video mà demo nè. Đấy. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài nha. Thì đầu tiên bạn giải nén giùm mình thì nó ra cái file này ha. Rồi, trong đây thì bạn chọn cái ô trong đây luôn. Chọn như đây. Thì nếu như bạn xài Mac á, thì bạn chọn Mac, còn xài Windows thì chọn Windows ha. Còn đây là cái file rắc nè, đó vẫn để cho mình ha. Rồi file Windows thì bạn vào đây, bạn chạy cho mình cái chương trình này. Rồi mình chờ một xíu ha. Ok, thì nó hỏi lưu ở đâu thì mình cứ nét đi ha, nét. Rồi Z cái cho mình, bấm install. Rồi mình sẽ chờ một xíu cho nó tải, bấm là bấm vào đây, sau đó chọn là Phoenix. Rồi ok, mình cài xong đó. Rồi sau đó mình tắt bỏ ha. Rồi bây giờ tới cái khâu mà mình sẽ rack nó. Thì bạn về cái trang lúc nãy bạn chọn cái này nè, bạn copy giùm mình ha, bấm chuột phải copy, sau đó bạn ra màn hình chính. Cái video scriber này nó nằm đây nè. Sau đó bạn kích chuột phải, chọn là open file location. Đó, sau đó bạn dán giùm mình ha, dán giùm mình vào đây, bấm là continue. Rồi nó dán cái file này vào đó. Rồi. Bây giờ là cái của mình đã rắc xong rồi, mình sẽ vào đây ha. Rồi. Ok.